Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thi Văn xin giới thiệu một cái dòng âm ly mà rất là thông dụng của Thi Văn. Đây là dòng âm ly mà được phát triển với thời gian dài nhất, đó là DL50 Mark III. Âm ly này sử dụng, nó gồm có cái bóng công suất là 4 cái bóng. Này là bóng 6H13C. Và đây là hai cái bóng nhỏ ở phía trước, phía ngoài này là 6H8C, nó tương đương với 6SN7. Và hai cái bóng nhỏ này là tương đương với bóng 12AX7. Mặt trước âm ly thì gồm có, đây là nút bật tắt nguồn, đây là nút volume để mà chỉnh âm lượng to nhỏ, còn đây là nút selector để chọn cái ngõ vào. Ngõ vào thì các cái đường tín hiệu ở phía sau á, thì tôi chọn ở đây. Còn đây là cái nút bật lên và gạt xuống á, thì dùng để chọn hai cái chế độ là Dynamic và Switch. Thì chế độ Dynamic này nó phù hợp với những cái bài mà thích âm thanh nhanh mạnh, còn cái chế độ Switch thì thích cái âm thanh mượt mà thì chọn cái chế độ này. Cái bản DL50 Mark III này thì nó có hai phiên bản, một phiên bản là không có Bluetooth và phiên bản có Bluetooth. Đối với phiên bản có Bluetooth thì ở cái selector này các bạn chọn tới cái vạch thứ tư thì gạt qua đấy, thì nó đây là chế độ Bluetooth. Còn đối với các cái phiên bản không Bluetooth giống như cái phiên bản này thì chúng ta chỉ có ba cái chế độ gạt ở đây thôi, ba vị trí khác nhau thôi, còn Bluetooth thì chúng ta sẽ có bốn vị trí. Đây là mặt sau của âm ly DL50 Mark III. Thì ở đây đầu tiên là cái ngõ vào cắm dây nguồn để cấp điện cho âm ly. Bên đây là cầu chì để chúng ta có thể thay thế được cầu chì ở đây. Ở đây là ba cái ngõ vào 1, 2, 3 tương ứng với cái ngõ vào số 1, số 2, số 3 ở cái nút selector ở phía trước. Đây là ngõ vào số 1 RCA, ngõ vào số 2 cũng ngõ RCA, và ngõ vào số 3 là cái cổng ba lăng đây. Còn hai bên này là ngõ ra loa. Thì ngõ ra loa này á, thì có thể cắm được các cái loại dắt cắm loa là bắp chuối, càng cua hoặc là dây tín hiệu, dây loa mình chuốt ra mình cũng có thể vặn vào cái lỗ ở bên này. Thì cái ngõ ra loa này tương ứng với tất cả các cái loa có trở kháng từ 4, 6, 8 và 16 ohm đều có thể chơi tốt được hết. Đây, chúng ta thử cắm cái lỗ cắm nguồn, đây là dây nguồn. Cái nguồn này nha, đây là dây loa, thì có hai cái cọc, một cọc màu đen và một cọc màu đỏ, thì chúng ta cắm vào cái cọc màu đen là cái cọc tương ứng dây tín hiệu, thì chúng ta có dây tín hiệu RCA đây, thì chúng ta cắm vào màu đỏ thì màu đỏ, màu đen thì màu đen. Còn cái dây cọc ba lăng ấy, rút ra thì ấn cái nút này vào để rút ra. Bên này cũng vậy, bên led rút ra. Đây, thì chúng ta tháo ra. Đây, đây là cái việc cắm rút cho cái âm ly DL50. Sau đây thì Văn xin hướng dẫn cái cách mà để cắm rút các cái bóng đèn ở trên máy. Đầu tiên là hai cái bóng nhỏ này. Thì đây là một bóng, hai bóng này là cho hai kênh. Thì bóng bên phía bên phải á, thì cho kênh bên phải, và bóng phía bên trái thì cho kênh bên trái. Bóng nhỏ này á, thì chúng ta, ở đây là cái phần đế cố định ở phía dưới, cho nên là cái phần này là nó dính liền với cái âm ly, còn cái phần thủy tinh này là nó rời ra. Cho nên thì chúng ta rút á, thì chúng ta cầm mạnh, lắc nhẹ để rút thẳng lên, rút thẳng, thẳng mạnh lên, đấy. Thì cái chân cái bóng này á, thì chúng ta khi mà rút lên á, thì các cái chân nó nhỏ như này này. Đây, khi cắm xuống thì chúng ta để thẳng theo đúng vị trí trên cái bóng đèn này, chúng ta cắm xuống. Đây, bóng bên cạnh này cũng tương tự, chúng ta cũng rút lắc nhẹ để rút mạnh nó lên. Thì ở đây á, cái bóng đèn này, cái chân bóng đèn này có một cái khuyết. Ở đây cái bóng đèn, cái chân bóng đèn thì nó có 9 cái lỗ và có một cái chỗ khuyết ở đây, thì tương ứng ở trên cái bóng đèn ấy, nó cũng có một cái khuyết ở đây, thì chúng ta để đúng thẳng
thẳng đứng đúng vào cái vị trí như thế, chúng ta cắm thẳng xuống đây, cắm ấn mạnh xuống rồi như thế là xong. Đối với bóng 6H8C, bóng 6SN7 thì chúng ta cũng lắc nhẹ để rút lên. Thì ở đây trên bóng đèn ở đây chúng ta thấy ở đây nó có một cái máu để mà định vị ở đây, thì tương ứng ở trên cái bóng đèn chân đèn ấy, thì nó cũng có một cái khuyết ở chỗ này. Thì khi cắm chúng ta để đúng cái vị trí như thế, chúng ta để đúng vị trí như thế, ấn mạnh xuống như sao. Đối với bóng công tất cả bốn cái bóng công suất như vậy thì cái chân nó cũng như vậy, chúng ta rút thử luôn bóng lên đây. Ở đây cái đế nó cũng có một cái máu để định vị trên cái cốt ở giữa này. Thì trên cái đế đèn nó cũng có một cái vị trí tương ứng, thì chúng ta khi cắm rút á, thì chúng ta để đúng cái vị trí như thế, chúng ta ấn mạnh xuống. Cái DL50 này là một cái amply tích hợp, cho nên mỗi cái bóng đèn ở đây á, chúng ta chia cái amply ra làm đôi, thì nửa bên phía bên này là cái bóng đèn khuếch đại cho cái loa bên trái, và nửa các cái bóng đèn bên này thì là bóng khuếch đại cho các loa bên phải. Thì hai nửa này nó hoàn toàn giống nhau về cấu trúc cũng như về thiết kế cũng như cấu tạo bên trong. Khi khách hàng nhận amply đèn thì nên kiểm tra và cắm chặt các bóng lại để tránh những cái trường hợp cái bóng chân bóng nó lỏng do vận chuyển, thì chúng ta cắm chặt lại để mà tránh các cái trường hợp rột rè do vận chuyển. Thì quý khách kiểm tra lại chân bóng cho kỹ, và nếu có những cái trục trặc gì thì có thể liên lạc với bộ phận kỹ thuật của Thi Văn để được tư vấn. Đối với amply đèn thì nó có cái thời gian khởi động, người ta gọi là thời gian warm up để làm nóng các bóng đèn lên để các bóng đèn nó hoạt động. Thì đối với các amply Thi Văn thông thường thì khoảng chừng 30 phút đến 30 giây đến 1 phút thì các cái bóng nó nóng đều thì có thể hoạt động được. Tuy nhiên với một người khó tính thì để âm thanh mà đạt đúng những cái mình mong muốn ở amply đèn thì thông thường thì từ 5 tới 10 phút để warm up là tốt nhất. Trên đây là những cái thông tin cơ bản về việc sử dụng một cái amply đèn.